Xin chào mọi người, lại là mình đây Hôm nay thì không phải là một video về một cái dụng cụ gì cả Không phải là một video về nhà cửa Nếu các bác nào muốn quan tâm đến nhà cửa thì có thể bỏ qua cái video này nhá Video này mình chỉ muốn khoe là Mình năm nay đã hơn 30 tuổi rồi và mình vẫn mua đồ chơi về để chơi các bạn ạ Các bạn nhìn này Đây là con ô tô à, Ngày xưa thì làm gì có tiền mà mua mà bố mẹ thì cũng làm nông dân đây làm ra mà bỏ ra một hai trăm mà mua cái con xe về mà chơi, nên là giờ mình tự bỏ tiền túi ra à, chơi thôi. À, thực ra thì mình là cũng không có nhiều thời gian để chơi như ngày xưa nữa nhưng mà mình có thằng con và vợ mình suốt ngày bảo mình phải dành ra ít thời gian để chơi với nó. Và những cái đồ chơi của nó thì rất là nhiều, nhưng mà cơ bản là nó chơi một tí đó là nó chán rồi, từ Lego này cho đến là ô tô điều khiển các loại kiểu thì nó chơi một tí thôi là nó phá nó chán nó chán nó phá mà rất mấy cái loại đấy cái đống đồ chơi ở ngoài kia của nó mà cộng tất cả và nó cũng đến gần chục triệu rồi đấy mình không phải khoe gì đâu nhưng mà cứ mua cứ mỗi lần đi chơi mua một tí mỗi lần đi chơi mua một tí mỗi cái một hai trăm thì tích vào trả gần chục triệu cái thùng đồ chơi thế nào nhân cái dịp này mình thấy cũng có lý mình cũng nên chơi với nó để vừa dạy nó và biết đâu là nó sẽ giữ gìn được đồ chơi hơn nếu mà mình mua những cái món như thế này bởi vì món này mình cũng thích mà mình nghĩ là nó cũng thích thôi và nó thích thật hai bữa con chơi được cái con xe này được ba bốn ngày rồi và cái thằng đấy nó còn ôm lên giường nó đi ngủ và chính vì cái con xe này mình mua nó cũng khá là mắc tiền tầm hai trăm rưỡi ba trăm nếu các bạn mua ở trong siêu thị nó khá là mắc tiền nên mình đã luôn để ý mỗi lần nó chơi tức là nó sẽ không được làm rơi cái con xe này nó không được nhúng nước cái con xe này bla bla các kiểu nó cũng giữ gìn hơn và được 3 4 ngày rồi và nó cũng còn khá là nguyên vẹn, thật là bất ngờ. Bởi vì bình thường mình mua đồ chơi cho nó về tầm khoảng nửa ngày là nó đã phá tung ra rồi. À, thì đây cho các bác nào chưa biết, à, bác nào có thích cái loại này không nhỉ? Đây là cái mô hình xe ô tô. Chất liệu thì không phải bằng nhựa nhưng mà cái con mà mình ô tô điều khiển mà mình vẫn mua cho nó mà chất liệu là bằng kim loại hoàn toàn nhé Kim loại. Và cái này à, thú vị cái là nó làm rất là giống thật. Này. Nói chung là đây là con Toyota phiên bản Trung Đông, đấy các bác có thể search ở trên Google nó rất giống thật nó mở được tất cả, và thằng con mình nó cũng rất thích cái kiểu mở này. Um, có lần mình đưa nó ra Dương Mon Long Biên chơi và nó nhặt được một cái con xe tỷ lệ là nhỏ hơn con này nhưng nó cũng mở được nhiều cửa và mình thấy nó ngồi chơi với con xe đấy rất lâu. Mặc dù nó chẳng có gì ngoài cứ mở ra mở vào đóng vào thôi nhưng mình thấy nó chơi rất lâu nên về mình đã để ý và mình lên mạng tìm hiểu và mình cũng thấy thích luôn và bây giờ mình đã đặt được cái con này về um, thì. Um, các bác nào mà chơi mô hình lâu năm rồi thì chắc là xem video này sẽ cười mình bởi vì uh, nó chẳng đáng là gì so với các cái bộ sưu tập của các bác ở trên mạng cả các bác thì chơi toàn xe xe chính hãng này xe mua ở uh, mai kinh hoặc là đặt những hàng chính hãng như là uh, nói chung là mình không không biết tên đâu nhưng nói chung là nó sẽ giá nó sẽ dao động từ uh, 3 triệu cho đến uh, hơn chục triệu một con xe cơ thì cái đấy là dành cho các bác chơi chuyên còn đây em chơi với uh, mình chơi với con mình um, Mình có mua cả hai dòng để trải nghiệm đây là dòng tỷ lệ 1.24 Và hôm nay mình đã đọc thêm một con 1.18 các bác ạ Tỷ lệ 1.18 à, Tỷ lệ 1.24 tức là nó bé hơn 24 lần so với kích thước thật Còn 1.18 là bé hơn 18 lần Còn 1.18 này Thì các bác nhìn các bác thấy này Đấy. Đấy. Nhìn. Các bác sẽ thấy là con 1.18 này Thì nó sẽ to hơn là cái điều chắc chắn rồi Và nó chi tiết hơn rất nhiều Cái độ chi tiết của nó À, con um, 1.24 này mình đánh giá khách quan thì nó chỉ giống 60% so với chiếc xe thật ngoài đời thôi. tức là các từ kiểu dáng này, cửa này, rồi đèn đóm, rồi các cái chi tiết này thì nó như đấy mặt trước đèn các thứ bánh thì nó chỉ giống đến 60% 60% so với xe thật ở ngoài đời. quá trên mạng. còn cái chiếc 1.18 này vì nó to hơn nên nó sẽ chi tiết hơn. À, nhìn người lớn mình nhìn sẽ thích hơn. bọn trẻ con thì nó như nhau thôi. nhìn thế nào cũng là ô tô cả. Uh, 1.18 này thì uh, theo mình đánh khách quan ấy, thì nó sẽ giống được 80% thôi so với chiếc xe thật ngoài đời. Còn các cái mẫu uh, đắt tiền hơn ví dụ từ 3 triệu trở lên ấy, đến mười mấy triệu ấy, thì chắc chắn mình uh, mình chưa có ở đây nhưng mình đánh giá là những cái mẫu đấy nó sẽ giống đến 90 đến 99%, gần như là một chiếc xe thật thu nhỏ luôn. Còn uh, mẫu này tuy là nó chỉ đắt hơn uh, ví dụ như mẫu 1.24 này À, uh, giá của nó khoảng hai rưỡi đến thì cái mẫu 1.18 này giá của nó sẽ dao động từ uh, 400 cho đến 700 tùy loại tùy mẫu mã Đấy. nó đắt hơn nhau gần gấp đôi thì à, kinh nghiệm của mình nếu các bác là mới chơi ấy, hoặc là chơi về chơi uh, mua về để chơi cùng với con ấy, thì mình sẽ mua cái dòng 1.24 này nhé nó vừa rẻ mà chắc chắn là nó bền hơn bền nó rất nhiều luôn Đấy, vì sao vì các bác nó ít chi tiết hơn các bác ạ à, lúc đầu em mua cái con 1.24 này về chơi cùng thằng con ấy, thì em rất thích bởi vì nhìn nó đã giống thật lắm rồi mở cửa các thứ này nhưng mà có cái điều là gương này gương nó này gương nó liền với cánh cửa xe luôn đấy và loại không có kính đấy nhìn nó cũng chưa ổn lắm đúng không? thế trong đầu em nghĩ là ông có thể à, bỏ thêm ra một chút tiền nữa thôi à, để mình mua cái con 1.18 này về nó vừa nhiều chi tiết hơn lại to hơn à, chơi thì có, chơi thì có khi thích hơn đấy nhưng mà à, sau khi cầm cả hai con trên tay rồi thì lời khuyên của em đưa ra cho các bác mới chơi là nên chơi dòng 1.24 hoặc là các 1.30 rồi 1.64 gì đấy nói chung là các cái dòng nó ít chi tiết hơn nó nhỏ hơn đấy nếu mà chơi chơi cùng con nhá còn sau khi các bác đã có kinh nghiệm rồi các bác thực sự là đam mê cái dòng xe này và muốn sưu tầm các dòng xe cao cấp hơn thì các bác mua những cái dòng chi tiết dòng đắt tiền hơn thì em không tính đến cái vấn đề đấy để sau nhá còn em đang <laughs> chia sẻ kinh nghiệm của người mới chơi đấy, khi mà mới chơi ấy, đấy bác không nên bỏ ra quá nhiều tiền để đầu tư những con 3 triệu rồi 5 triệu rồi mười mấy triệu làm gì những cái con đấy này sau này mình thực sự cần thực sự cuốn quá rồi không rút ra được rồi thì cái đấy các bác tự đầu tư sau còn về phần 1.18 với 1.24 này vì nó không tranh lệch nhau quá nhiều tiền nên lúc đầu em cũng khá vân vân không không biết là nên chọn dòng nào để chơi lâu dài đấy bởi vì mình xác định chơi cái này ngoài mua mình mua một hai con ấy bởi vì thường thì mình sẽ chơi theo kiểu bộ sưu tập ấy Bộ sưu tập các xe nó cùng kích cỡ nhau thì nó sẽ hay hơn thì đây là con xe đầu tiên em mua thôi còn tương lai cứ mỗi lần thằng con nó sẽ đạt được cái gì đấy là mình sẽ thưởng cho nó và em sẽ mua một cái con uh, khác cho nó nữa uh, hôm nay là Toyota thì mai sẽ là một cái con xe tải hoặc là một con xe uh, nhãn hiệu gì đó khác để nó tạo, tạo thành một bộ sưu tập để cho nó chơi để cho nó biết là uh, quý trọng đồ chơi và sau này cũng định hướng cho nó biết là uh, cách chơi cái gì đấy nói chung là cái đấy để sau tính sau nói ra thì hiện tại thì em cũng không biết nói kiểu gì để biết là Uh, mua về để chơi cùng con để có tương tác để tăng tình cảm gia đình ok um, còn các bác nào đang phân vân về 1.24 1.18 ấy thì đấy anh em nói rồi cái con 1.24 này này nó chỉ giống đến khoảng sáu um, 6 70 phần trăm thôi đây các bác nhìn nhé um, bánh xe này này bánh xe em đang nói về các hãng rẻ tiền nha. không không nói về các hãng chính hãng đâu đang muốn chia sẻ các bác mà muốn bỏ ra chỉ tầm một hai trăm nghìn ấy thì các bác có thể để ý cái bánh xe này bánh xe với cái phanh xe nó quay cùng nhau luôn đấy còn điểm khác nhau của 1.18 các bác nhìn này. Đấy. Mâm xe, đĩa xe, phanh xe là nó rời ra mà nói chung là nó 1.18 giống thật hơn, đấy. Các chi tiết ví dụ như đèn này, đấy, biển này với các logo ấy, các cái chi tiết phụ nhỏ như kiểu là in trên cửa các thứ này, đèn hậu, cản kết, đèn đĩa các thứ thì cái dòng 1.18 này nó sẽ làm giống thật nhất. này nó giống thật nói chung là từ đường mô, đường vân các thứ rất là giống giống cũng thật hết sức có thể và cầm con này thì rất là nặng à, bên trong bên trong con 1.24 thì các bác nhìn này nó nhìn nó vẫn ra một chiếc đồ chơi mà thôi nó chỉ là một chiếc đồ chơi nhìn các chi tiết bằng nhựa này ghế này ghế này nhìn, nhìn, nhìn hơi chán chút tất nhiên là có vô lăng rồi vô lăng đương nhiên là phải có vô lăng này và bên trong cửa này cửa này nó cũng chỉ đơn giản thế này thôi đấy các bác nhìn à, tất cả bên trong này đều bằng nhựa nhá đấy rồi con dòng 1.18 thì sao 1.18 màu đen hơi khó nhìn nhưng mà à, em sẽ miêu tả cho các bác nhé đây cửa cửa thì làm chi tiết hơn thứ nhất là có kính này thứ hai là cái bảng à, có nút điều khiển à, rõ ràng này nút mở kính cái thứ tất nhiên nó in vào đây thôi nhưng con 1.24 thì không có này còn bên trong này thì mình bên trong này thì vô lăng thì nó sẽ có cả bật đèn này gạt mưa này và nó có cả cái chi tiết phanh và ga nhá đấy rồi tiếp đến là ghế ghế của bọn 1.18 này có thể tiến lên lùi xuống nhé nó làm chi tiết nhất có thể đấy. tiền đắt hơn mà đấy ghế có thể à, tiến lên lùi xuống gương nhá gương cái ăn tiền nhất này ăn tiền nhất là mình thấy cái bọn này nó có là gương có thể gập mở được và soi được nhá gương soi được này thật hơn đấy. thật hơn là cái bọn này bọn này gương nó gắn liền nhưng chính vì cái chi tiết gương gập mở này nên em mới khuyên các bác là không nên chơi cái dòng 1.18 này. Thứ nhất là nó rất là nặng tay, chỉ cần hơi sải tay một tí mình mình hơi sải tay một tí thôi là nó bay luôn cái gương này luôn. Đấy. Cái gương này nó, nó, nó gắn vào đây. Nó gắn vào đây nó quá là mỏng manh. Đấy. Một con ốc nhỏ nó bắt vít vào đây thôi. Đấy, nó quá là mỏng manh. Mình chỉ cần hơi sải tay một chút mà là đã tèo bay đôi gương rồi là nó sẽ mất đi sự hoàn hảo của cái bộ sưu tập của mình phải phải gắn keo xếp lên giá kệ đấy là mình chơi đấy nhá mà mình còn làm gãy gương nhá thì chưa kể thằng con mình chơi đấy thì uh, chắc chắn là không được nổi một ngày đấy còn lại các chi tiết khác thì mình thấy cũng ổn đây chi tiết khác thì mình thấy cũng ổn đấy cốp kết đằng sau này. À, lót thì lót nỉ đấy lót nỉ rất đẹp luôn này đây lót cái chân này cũng bằng nỉ hết nhá nó làm chi tiết cực kỳ đẹp đây bằng trước nhá thì tuyệt vời luôn để các bác nhìn này. máy móc các thứ rồi nói chung là nó sẽ chi tiết hơn đấy em chỉ biết miêu tả đấy thôi còn cái bọn này thì nó chỉ là như một mình mình nhìn, nhìn nó chỉ như một khối nhựa như vậy thôi nhưng mà được cái là nó sẽ ít hỏng vặt với lại à, cơ bản khi mình chơi cái loại tàu này ấy, cái hàng 124 này <laughs> vì cái chi tiết ở cái thùng máy này nó ít như vậy nên nó sẽ lắp thêm các cái phụ kiện khác ví dụ như này bèn có thể bật được sáng lên dòng 118 thì không bật được nhé đây dòng 118 hoàn toàn không bật được đèn tiếp theo là nó sẽ vô lăng nó sẽ còi được này hay hơn trẻ con nó sẽ thích hơn và cái này có đà nhé đấy rồi có thể không? <laughs> trẻ con nó sẽ thích cái dòng này hơn còn dòng 118 này thì hoàn toàn không có nhé đấy ok và video này <laughs> cũng hơi dài cũng hơi lan man rồi thì tóm lại thì mình chỉ muốn khuyên các bạn là bỏ tiền ra chơi với con mua những cái đồ chơi để chơi với con để hai bố con cùng thích chơi và cùng hướng dẫn con chơi thì mình nghĩ là nó sẽ được bền hơn đấy nó về tương lai nó sẽ nhiều lợi hơn là mình mua những cái món đồ chơi vừa rẻ vừa đắt để linh tinh để con nó tự chơi và nó phá ra trong một nốt nhạc thì mình nên dành thời gian một chút chơi với con và cái quan trọng là mình sẽ cũng thích. Quan trọng là mình cũng phải thích đấy, Đấy chứ không thể bắt mình chơi với con những cái trò chán 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 thì mình chỉ tầm 15 phút nửa tiếng là mình muốn té rồi. Điện thoại thì cầm lên lướt suốt ngày rồi nhưng mà thực sự là mình chơi với con tầm tầm không đến 15 phút đâu là mình chán lắm này. Không biết các bác thế nào chứ còn riêng nhà em như thế vợ em suốt ngày nó 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 phản làm cái kiểu đấy. Rồi nên hiện tại thì nhà em đang có cái xu hướng như thế này Còn các bác nào có góp ý hay có lời khuyên gì Hoặc là các bác chơi lâu năm có muốn góp ý gì thì để lại dưới bình luận nhé Còn là các bác nào cũng muốn sưu tập mô hình các thể loại như thế này Ngoài cái mô hình ô tô này ra thì còn các cái mô hình khác như kiểu là Căn đam hoặc là máy bay hoặc là tàu hỏa Nói chung là Lego cũng được đấy Nói chung là nhiều loại lắm Thì tùy sở thích gia đình các bác, các bác mua thôi còn hiện tại thì em thích cái dòng này và thằng con em nó cũng thích rất là may à, nên tương lai em có thể là làm một cái kênh review riêng cho cái dòng xe mô hình này nếu các bác cũng yêu thích thì để lại bình luận bên dưới nhé còn link mua cũng đơn giản thôi giờ thương mại điện tử thôi các bác có thể click vào link bên dưới để đặt hàng những dòng xe này cảm ơn các bác đã xem cái video xài này nhé